mình là Ngọc Khánh đây. Hôm nay là 20 tháng 10, thế nên là chúng ta sẽ làm một bó hoa chả viên ức gà rau củ nha. Nhìn đĩa rau củ thái nhỏ của mình chất lượng chưa này? Anh em biết cái tím tím là gì không? À, hôm nay may cực, đúng ngày nhà hết gà thì đặt được gà tươi 3F trên website, free ship luôn, may quá. Lúc đầu cũng lo là đặt trên web thì nó không được tươi như là mình tự chạy ra mua ấy. Cái 3F này của Meat Deli mà bán đầy ngoài siêu thị, nhưng mà trông cũng hồng hào tươi phết đấy chứ đúng không? Đấy, rau củ thì mình sẽ dùng cái máy xay này, mình xay hết chúng nó nhỏ, thật là nhỏ ra. Tí nữa trộn với cái chả ức gà thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nhiều. À, cái màu tím vừa nãy mình bảo mọi người đoán này, nó là súp lơ tím ấy. Eo ơi, mua cái này xót ví ghê ấy. Nhưng mà thôi, nó đẹp thật nhở. Cho mọi người xem cận cảnh cái ức gà, nhìn cũng hồng hào và tươi ngon đấy chứ nhở. Gà phải tươi thì làm các món ăn nó mới ngon được. Mình cho thêm 10ml dầu ô liu cùng với cả sả băm nữa. Ức gà có sả thì nó sẽ rất là thơm, nhưng mà mọi người phải băm thật là nhỏ vào, không thì nó sẽ ăn khó chịu lắm. Mình cho thêm hành vào để cho đẹp mà nhà, còn đúng một cộng hành, héo ơi là héo. Mặt mọc lên video này còn không đánh sợ luôn. Không biết là có ai unfollow mình không? Sau khi đã xay hết các nguyên liệu vừa